Dạ em Minh xin chào cả nhà. Em có 3 cặp loa mới về, giá rất là tốt. Giới thiệu tới cả nhà cùng theo dõi nhé. Đây là những cái cặp loa nó cũng vừa tầm bình dân và rất là dễ chơi, đáp ứng cho các bác có thể vừa nghe vừa karaoke gia đình. Thì trước hết em có cặp loa, đây là cặp loa Pioneer SD99 thuộc dòng loa cây. Cấu hình là 2 bát 20, một chung một chép. Trở kháng là 6 ohm và công suất lên đến 230W một loa. Loa thì rất là đẹp. Cặp này thì có lỗ thông hơi ở phía sau. Các góc cạnh này có thông hơi. Cái này thì rất là dễ ghép, các bác có thể ghép đa năng với nhiều dòng âm ly. Chiều cao của cặp loa này ước tính 90 cm, chiều ngang là rơi vào khoảng 30 35 gì đó. Tuy là bát 20 nhưng cái kiềng của nó trám vào nó rơi vào khoảng 24 đấy ạ. Đấy. Còn đầy đủ thông số và tem mác còn đầy đủ các bác nhá. Cặp này thì màng loa là màng carbon, gân nó là gân vải, rất là mềm. Hơi nhăn một xíu cái nón này. Cái này thì hút ra được, nó bằng vải. Cặp này thì thị trường các bác có thể tham khảo, hàng sản xuất tại Nhật Bản. Cặp này thì em để giao lưu với các bác là 4.500.000 đồng. Lưu ý cho em nhé, đầy đủ e-căng zin. Tiếp theo là em có cặp loa, nếu mà không có cái chữ thương hiệu Sony này thì rất là dễ liên tưởng đến JBL. Đây là cặp loa Sony S747. Cấu hình là một bát 25, kiềng nhôm, một chép. Chép này rất là lớn, kiêm luôn cả dải trung cao luôn. Và một bát cộng hưởng, kiểu dáng sân vận động. Cặp này cho cái chất âm và tiếng nó rất là tốt. Đầy đủ chân zin nhé. Các kiềng loa sáng bóng và màng loa thì rất là đẹp. Cái loa bát này không thôi anh em, người ta bán củ rời không đã trên 2,5 triệu 3 triệu. Tại cái bát này nó rất là hay. Bát 25 này. Đấy. Cặp này thì em tình trạng của nó là về zin nguyên bản từ bên kia. Từ khi sản xuất luôn, chưa có qua vệ sinh spa. Tình trạng thì hát tốt và góc cạnh thì còn đẹp này. Cái này thì về các bác cho keo vào ép lại cho em. Cặp này thì giá trị của nó không cao nên là em không có cho qua xử lý. Đấy, các bác chú ý điều đó. Nhưng mà góc cạnh rất là đẹp này, là nguyên zin nguyên bản. Đấy, cặp này thì em để cho các bác là 3.200.000 đồng. Đấy, tiếng rất hay, bày rất là đẹp. Và cặp loa cuối cùng là cặp loa cao cấp hơn so với hai cặp kia. Đây là cặp loa thuộc dòng Buxell với thương hiệu là Infinity, model là Sterling. Đây, cái thương hiệu này liên tưởng đến hãng Tannoy Sterling. Đấy. Cấu hình thì bát 22, màng carbon trải tia và một chép free cell độc quyền của hãng Infinity. Cặp này thì về tình trạng thì rất là đẹp. Đấy, góc cạnh gần như là không có lỗi luôn. Cặp này thì tiếng rất là hay, các bác có thể tham khảo trên Google. Chiều cao thì ước tính khoảng 80 cm nhé. Cặp này thì đầy đủ e căng. Giá của cặp loa Infinity Sterling này giao lưu với các bác là 4.200.000 đồng. Các bác nào chơi ưng mắt và thích cặp nào, muốn trải nghiệm thì liên hệ cho em. Giá em báo thì đã là mức giá tốt nhất rồi. Đấy. Pioneer này, cặp này thì 230W này, bày cũng rất là sang, vừa nghe vừa hát. Đấy. Rồi em xin dừng video nhé, cả nhà cảm ơn các bác đã theo dõi.